Rồi, xin chào tất cả anh em nha. Nay lại giới thiệu cho tất cả anh em con máy dòng sen 125 nha anh em nha. Bên em giờ cứ từng clip em sẽ giới thiệu riêng từng con máy một để cho các bác xem tham khảo. Đấy, các bác có nhu cầu mua hàng liên hệ trực tiếp cho em hai số điện thoại nhé, Quyết Bắc Giang. Đấy, hàng em sẽ gửi hàng qua bưu điện nhé. Nói chung là trước khi gửi các bác cọc trước một chút phí vận chuyển thôi, thì các bác liên hệ số điện thoại này thì em sẽ gửi cho bác cọc chút phí vận chuyển, gọi trách nhiệm mua hàng đấy. Sau đây em giới thiệu một con dòng sen 125 này đấy. Thì các bác vừa xem kênh, các bác nhớ đăng ký kênh nhé, nút góc màn hình nhé, nút đỏ mà góc màn hình nhé. Sau có video là hay về con máy, các bác có thể xem được bên em nhiều loại máy lắm. Thì đôi khi nó về một vài con máy thì các bác có thể xem được nhé. Đây, con dòng sen này. Thì hàng dòng sen với hàng Lifan là hàng tốt nhất Trung Quốc rồi. Đấy, khỏi phải chê luôn. Vì chất lượng máy nó như Honda rồi. Công ty rất chìa lớn nha các bác nhé. Đấy. Thì mua hàng thì các bác được kiểm tra hàng nhé. Đây công suất 124. Con này nó đắt, nó cái hãng Lifan nó bằng tiền nhau. Đấy. Đầy đủ hết. Khi các bác nhận hàng, các bác có thể kiểm tra hàng trước khi nhận nhé. Máy mới, nguyên zin thì các bác nhận. Đây hàng mới em vừa đập thùng hết đây nhé. Hàng của em toàn đập thùng nhập khẩu nguyên chiếc luôn. Hàng nhập khẩu chứ không phải là hàng là hàng xuất sang Việt Nam đâu. Hàng nhập khẩu này nội địa thì chất lượng của họ cực tốt nha các bác nhé. Các bác lưu ý như vậy. Đầu lòng nhỏ lơ dê, tay biên lớn nhá. Này thì chạy đẳng cấp luôn. Đấy, đè nhẹ máy lổ như Honda luôn. Đấy. Máy rất chị đẹp nhá. Zin từng con ốc luôn. Đấy thì có thì bên em chuyên dòng của Đài Loan rồi hàng của Trung Quốc nhá. Đây con này con Hangzi nhá. Hangzi con này là hàng của Đài Loan đấy các bác nhá. Máy giống hệt con máy gem luôn. Đấy, máy gem nhá các bác nhá. Lắp vào cái bác, các bác thay cái này đi. Thay cái này hoặc cái lốc bên này nữa. Nó giống hàng Honda luôn các bác nhá. Đây các bác chỉ cần chạy thôi. Đấy, hàng rất chi đẹp. Đấy. Hàng nó theo đầy đủ cần đạp cần số nhá các bác nhá. Cần đạp cần số chế hòa khí. Giá bao ship luôn cho các bác luôn. Đấy, mang cá luôn này. Đấy, ngạo lắp được luôn. Đấy. Con em còn lẻ lẻ một con máy 67 này. Con này thì zin nhưng mà nó là hàng hơi 70 nhá. Đấy. Hơi 70 dành cho các bác là không muốn lên con dên lớn hoặc là 124 thì các bác chơi con này nhá. Đấy. Đóng sẵn CG rồi, máy lốc con giống 67 luôn. Hơi bụi chút thôi. Đấy. Máy rất chỉ đẹp. Em có mấy dòng cho các bác tham khảo. Các bác cứ đăng ký kênh, sau có video là hay các bác có thể xem được. Đây, con tay 4 số tròn. 1234. Máy đẹp. Hàng Đài Loan, đấy còn dòng sen nữa. Đấy thì muốn các bác muốn xem con Lifan thì bên em có clip con Lifan ấy thì các bác lối tiếp xem con Lifan nhá. Đấy thì bên em nó vừa về hàng rồi này cấm biên nên là họ cái hàng động cơ xe máy các bạn là cái hàng nó cấm nhập khẩu nên là nhập khẩu chui thôi. Đấy. Thì còn nó cũng không được nhập khẩu chính cạch như là thời xưa nữa rồi. Đấy, các bác xem này, các bác xem tiếp video để có con Lifan nhá. Đấy, các bác nhớ đăng ký kênh nhá. Thì cái này nó tự như xe quỷ. Thì bên em bây giờ bán đủ bộ nhá. Đủ bộ hết, nó gồm bánh này, nhíp cầu này, số phụ này. Đây là em giá mô hình sau em tháo lẻ hết. Hôm nay ngày hai mấy nhỉ? Nói chung là hàng vào vậy. Đấy, sau dịch thì bên em cũng về khá lô khá nhiều. Và lô nữa được. Đây. Anh em nhá, lốp 400 trừ 12 này. 400 trừ 12 nhá. Đấy. Thì nhíp dài 80 đấy, nó đủ quang nhíp treo nhíp hết lên cho tất cả anh em nhá. Đấy. Quang nhíp anh em mình chỉ phải hàn khung thôi. Đo khung áng thì tầm dài bao nhiêu hàn khung lên nhá. Đấy khung. Thì cái này thì nó theo có cả phanh thì anh em về chỉ việc quắc cái phanh chế vào cái phanh rồi xe máy là ok rồi. Đấy, bộ của nó đây. Thì cái này là cầu tùy chỉnh nha anh em nhá. Kích thước tùy chỉnh này. Anh em thích cầu 80 1m1, 890 1m1 thì cứ alo cho mình. Thì mình sẽ tùy chỉnh cho anh em. Đây số điện thoại của mình chưa? Thì anh em có nhu cầu mua hàng liên hệ trực tiếp là cứ bắt ra. Đấy. Đủ bộ luôn. Đấy. Đủ bộ nhá. Đây. Còn đây là số tiến lùi nha anh em nhá. Đây số tiến lùi.
có tiếng lùi đây thì nó đây, nó anh em bình thường anh em để nó chạy bình thường, nhưng còn sau tiếng lùi anh em chỉ cần bấm lùi một cái xong xong đấy, thì bán theo cho anh em chỉ có hai khớp nối thôi, còn về cái ống anh em tự hàn nhé, ống anh em tự hàn này đấy. Còn đây là số phụ này, khi nào anh em lên dốc anh em cần kéo số phụ ấy thì mình cài cái dây đây, hàn đây. Mắc cái dây thì anh em kéo cần thành số phụ luôn đấy, bộ đấy, kéo thành số phụ nguyên bộ nó như này. Anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp điện thoại là 0361683 nhé. Đấy, bộ đây quá đẹp luôn đấy, anh em có nhu cầu thì alo cho mình nhé. Thì bên mình bán đủ bộ này thì anh em cứ liên hệ, giá cả nó vừa dịch ấy, lúc lên lúc xuống hoặc là lúc đấy thì anh em có thể liên hệ được nhé. Cảm ơn anh em đã xem video, anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ kênh nhé.